Mình giới thiệu với các bạn này, các bộ lăn đôi nhỏ của Diện Trần này. Thì những cái bộ lăn đôi nhỏ này là mình sẽ lăn trên cái vùng mặt này, cổ gáy này, bàn tay, bàn chân, các ngón tay, các ngón chân này. Đó là cái bộ nhỏ này. Còn tí nữa mình sẽ giới thiệu bộ to. Bộ to thì dùng trên thân người nhé, nó có hai bộ. Thì những cái bộ lăn này là những cái bộ chủ lực của Diện Trần. Cái tác dụng lớn nhất của nó là làm lưu thông khí huyết, làm giảm đau, làm giảm đau. Đó, thế thì mình sẽ giới thiệu từng món dụng cụ. Cái này là cái lăn đồng đôi nhỏ này, đôi tức là hai cái, lăn đồng đôi nhỏ và lăn đinh đôi nhỏ này, lăn đinh đôi nhỏ. Thì hai cái dụng cụ này đều có tác dụng là làm mát, làm mát, thích hợp với những người huyết áp cao, những người nhiệt, những người táo bón. Còn đây là lăn cầu gai đôi nhỏ, có tác dụng là làm ấm nóng, đấy, dành cho những người mà huyết áp thấp, những người mà sợ lạnh. Thế thì những người mà không bị huyết áp cao, huyết áp thấp thì mình kết hợp dùng cả ba cây này với nhau. Thì hai cái cây này, đồng và đinh này, có tác dụng là âm, dụng cụ âm, có tác dụng là gì, làm giãn cơ đó, có tác dụng là làm mát. Thì mình sẽ lăn cái thằng đồng này trước đó, lăn thằng đồng này trước khoảng vài chục cái tại một vị trí, sau đó mình dùng đến thằng đinh này để nó tác động sâu hơn. Thì mình sẽ lăn khắp trên cái vùng mặt của mình, rồi lăn khắp trên cái vùng cổ vai gáy đó, lăn khắp trên vùng cổ vai gáy đó, rồi lăn trên các ngón tay. Đó, ngón tay đó. Rồi lăn xong rồi mình lại đổi dụng cụ này, cái thằng cầu gai đôi nhỏ này đó. Thì tác dụng của những cái thằng này nó chữa rất là nhiều thứ, nó làm chữa các chứng ê mỏi này, đau nhức này, viêm tắc tĩnh mạch này đó. Đó, lan khắp như này, những người mà bị thấp khớp này, tê tay, những người bị hội chứng ống cổ tay này đó, mình lan khắp như này. Thế thì những người mà bị có vấn đề về tay, các ngón tay, ngón chân này, cổ tay và cổ vai gáy thì không thể thiếu được ba cái dụng cụ lăn này. Co cứng cổ vai gáy nha các bạn nhé. Tất cả những cái bệnh liên quan vùng cổ vai gáy, ví dụ co cứng cổ vai gáy này, thoái hóa đốt sống cổ này, nhức mỏi cổ vai gáy này, thiếu máu liền não này, thì mình dùng ba cái dụng cụ này. Thứ nhất là mình sẽ dùng cái cây lăn đồng đôi nhỏ này. Đó, mình lăn lên xuống như này nhẹ nhàng. Đấy, mình di chuyển đấy khắp một lượt này. Đó, di chuyển khắp như này nhẹ nhàng. Đó, khoảng vài chục tiếng đếm. Đó, khoảng 10 vòng hết như này. Như này là một vòng này. Đấy, nhẹ nhàng như vậy. Hết bên này rồi thì mình sẽ lăn sang bên này. Đó, sau đó mình sẽ lăn sang hai bên này. Đó, sang lăn hai bên này khoảng vài chục tiếng đếm. Xong dụng cụ này rồi thì mình sẽ dùng đến lăn đinh này. Nhẹ nhàng này, cũng khắp như này. Khoảng vài chục tiếng đếm, khoảng 3 40 đến 50 tiếng đếm. Đó, mình di chuyển sang đây. Sau đó mình làm bên trên này. Đó, xong cái lăn đinh đôi nhỏ này, mình sẽ đến lăn cầu gai đôi nhỏ. Đấy, mình lăn đấy, mình chỉ lăn độ vài chục tiếng đếm này, chỗ này nó sẽ hồng lên. Những người mà bị co cứng cổ vai gáy thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đó, sau đó này, cái lăn cầu gai đôi nhỏ các bạn để ý đây là đốt sống cổ này, thì mình sẽ cho nó lăn ở giữa, cho nó đốt sống cổ ở giữa. Đó, lăn hai bên như này. Đó, khoảng 50 đến 60 tiếng đếm, nhẹ nhàng thôi, di chuyển dứt khoát trên xuống, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, đấy, di động đều như này. Đó, chạy hai bên cột sống. Đó, thì sau đó thì các bạn có thể sử dụng cái lăn sừng lớn này. Sau đó mình có thêm cái dụng cụ là lăn sừng lớn, mình lăn trực tiếp trên cột sống như này, chuyên chữa các vấn đề liên quan cổ vai gáy, thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị địa đệm cổ, thiếu máu liền não, co cứng cổ vai gáy, mất ngủ do cổ vai gáy, lăn như này. Đấy, một ngày các bạn lăn như này độ khoảng 3 đến 5 lần, sáng, trưa, chiều, tối, hoặc là cứ nhức mỏi lúc nào thì các bạn lăn lúc đó. Mỗi dụng cụ này các bạn lăn tại một vị trí này khoảng vài chục tiếng đếm, sau đó đổi dụng cụ khác. Rồi, chúc các bạn thành công.